Bạn muốn có một cái nhà, bạn cũng quay clip ha, tôi đã có được cái nhà tôi mơ ước và bây giờ tôi đã có được nó rồi. Tôi cảm thấy rất là vui và để có được cái nhà ngày hôm nay tôi đã trải qua như thế nào nào. Bạn cứ nói hết cái cảm xúc của bạn lúc mà bạn đạt được cái kết quả đó thì các bạn sẽ đang đang làm điều đó, thì có nghĩa là các bạn đang vận dụng và hấp dẫn và kết quả nó sẽ tới với các bạn một cách nhanh hơn và chắc chắn hơn. Rồi bây giờ chúng ta Yeah. sẽ cùng giao lưu trở lại trên màn hình, chúng ta là Dương Thị Nhún. Nhún. Con xem đi, con sẽ con bác đi. Chào Dương Thị Nhún. Rồi, Dạ, chào sư phụ. cũng nghe cái chia sẻ của Hoàng Anh đúng không? Cái tin là đã Dạ. đẹp hiểu mình bằng cái phương pháp vận dụng hấp dẫn mà cụ thể là Nevi. Còn Nevi. Nhung thì mình hay dùng cái gì? Mình hay dùng kỹ thuật gì? Tại vì luật hấp dẫn nó có nhiều cái cách để mình xài đúng không? Giống như nó có nhiều công cụ. Mình coi mình xài cái gì thì Nhung là mình hay xài cái gì nhất, là chia sẻ mọi người cái cách đó nè. Nhung hay xài hả? Thứ nhất là Nhung xài phút này đo là nhiều nè. Thứ hai nữa đó là Nhung sử dụng lòng biết ơn nè. Thứ ba nữa là Nhung cũng có quay video nơi view, có nghĩa là ví dụ như là Nhung đặt mục tiêu trong tháng về cái mục tiêu doanh số hoặc là mục tiêu kinh doanh của Nhung á, thì Nhung cũng quay video, hoặc là Nhung sử dụng cái kỹ thuật ăn mừng trước nữa, có nghĩa là Nhung ăn mừng trước, Nhung kết hợp với Nevill luôn, có nghĩa là đang ăn mừng thì Nhung sẽ quay video. Nhung quay video đó là khi mà Nhung ăn mừng xong là Nhung quay video, Nhung chúc mừng mục tiêu của Nhung đã hoàn thành rồi, Nhung ăn mừng trước và Nhung Nevill luôn ngay lúc đó. Đó là những cái kỹ thuật mà Nhung hay sử dụng. Còn cái về về cái Visualize là Nhung rất là muốn sử dụng nhưng mà chắc phải tập thêm, tại vì Nhung không nhìn thấy được cái điều mà Nhung Visualize khi mà Nhung nhắm mắt lại, cho nên Nhung chọn cách là Nhung vẽ. Nhung vẽ có nghĩa là Nhung Nhung muốn điều gì, Nhung muốn cái mục tiêu gì, ví dụ như là Nhung muốn có cái xe hơi thì Nhung vẽ xe hơi, Nhung muốn bằng lái B2 thì Nhung vẽ bằng lái B2, tại vì Nhung nhắm mắt lại Nhung không nhìn thấy được cái điều đó, cho nên là Nhung bắt buộc Nhung phải vẽ nó ra, tại vì vẽ nó ra thì có thể Nhung có thể tưởng tượng tốt hơn. Nhung chùm phút là đó, cảm ơn chị Hằng nha. Đúng rồi, Nhung hay sử dụng phút in the đo nhất, và ngoài ra thì có cái kỹ thuật đó mà Nhung hay sử dụng đi kèm theo. Rồi, Sù hỏi thêm trong có một số trường hợp là mình sử dụng các kỹ thuật đó mà những cái trường hợp nào mà nó mình xài nhưng mà mình thấy nó lại không có kết quả hay không, và những trường hợp mà mình đã đặt hàng hoặc là vận dụng hấp dẫn mà không có kết quả thì mình suy nghĩ như thế nào? Dạ, nói chung là có trường hợp, không phải là trường hợp nào mình cũng vận dụng được kết quả mà như mình mong muốn. Có thể Nhung đặt cái mục tiêu đó nhưng mà Nhung chỉ đạt được khoảng 50% hoặc là 70%. Ví dụ như là cái mục tiêu về Nhung có một đợt năm rồi, Nhung đặt mục tiêu là Nhung có được 100 triệu để Nhung nhập hàng. Cái thời điểm đó là nói chung là quay cuồng luôn sư phụ, có nghĩa là quay cuồng với 100 triệu đó. Nhưng mà bắt đầu là hạnh á, hạnh chỉ cho Nhung là bây giờ ha, Nhung ghi đi, Nhung ghi mong muốn của Nhung tới cái thời điểm đó Nhung có, Nhung ghi giấy xong Nhung xé, Nhung bỏ, Nhung ghi xong Nhung Nhung nhờ Nhung làm cách nào đó Nhung xé Nhung bỏ. Sau cái thời điểm đó là Nhung đạt 70%, đó là 70 triệu để Nhung nhập hàng, có nghĩa là không đạt 100% nhưng mà Nhung cũng cảm thấy là cái điều đó là Nhung rất là vui. Tại vì đôi khi mình như sư phụ đã dạy là mình đặt mục tiêu về lực hấp dẫn á, khi mình dùng lực hấp dẫn để mình đặt mục tiêu á thì có thể mình đạt có thể là 50 hoặc là 70 hoặc 80%, không không nhất thiết là 100%. Nhưng mà khi mà mình không đặt mục tiêu thì cái kết quả mình có được có thể là không hoặc là chỉ một và hai thôi. Nhung nhớ đến cái lời dạy đó của sư phụ cho nên Nhung rất là vui vẻ mà Nhung đặt mục tiêu. Chứ thật sự hồi xưa Nhung rất là sợ đặt mục tiêu thật luôn á, Nhung là cái đứa sợ đặt mục tiêu nhất luôn. Cho nên là bây giờ là từ khi sư phụ nhắc về cái tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu và áp dụng những cái điều mà mình học từ luật hấp dẫn vào trong cái mục tiêu của mình thì Nhung bắt đầu áp dụng triệt để và Nhung thường xuyên đặt mục tiêu hơn. Và Nhung cảm thấy là khi mình đặt mục tiêu rồi á thì mình có cái mức năng lượng, với lại mình có cái đà mình làm rất là tốt hơn so với mình không có mơ đặt mục tiêu. Không có đặt mục tiêu mình không biết mình làm gì và mình cũng không có kết quả gì hết. Và cũng có trường hợp Nhung muốn chia sẻ luôn là Nhung đặt mục tiêu mà Nhung không có hoàn thành được, và cái thời điểm đó là chính xác là do năng lượng của bản thân Nhung. Có nghĩa là khi mà mình đặt mục tiêu, cái mục tiêu đó nó ám ảnh mình, nhưng mà mình cảm thấy khi mình đặt mục tiêu rồi mình không thoải mái, mình bị áp lực đó sư phụ, cho nên
khi đặt mục tiêu xong là Nhung bị tuột năng lượng luôn, có nghĩa là mình cảm thấy không biết như thế nào, mình đặt cái mục tiêu đó xong cái mình cảm thấy rất là áp lực, và xong đúng là mình không đạt được mục tiêu đó sư phụ. Có nghĩa là đạt đạt xong mà năng lượng của mình nó bị trái chiều á, nó không có tích cực, nó không có sung mãn, cái phần năng lượng của mình không có đi lên được, cho nên là cái mục tiêu đó đệ tử không hoàn thành được. Đệ tử Rồi. thấy năng lượng trong cái phần mục tiêu nó rất là quan trọng luôn. Chính xác. Rồi, chia sẻ với tất cả mọi người một cái điều như thế này nè. Trong Gì quá con? trình chúng ta sử dụng luật hấp dẫn, chúng ta đặt mục tiêu và chúng ta bắt đầu mong muốn mình có được những cái điều chúng ta đặt ra, thì sẽ rơi có những cái tình huống xảy ra, có trường hợp là chúng ta sẽ có kết quả liền, chúng ta sẽ nhận được cái kết quả liền, nhưng mà cũng sẽ có nhiều trường hợp chúng ta thấy là mình không đạt được nó. Và tình huống này nó làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin vào luật hấp dẫn, cũng như là mất niềm tin vào cái việc mà đặt mục tiêu. Chúng ta sẽ cảm thấy là đặt mục tiêu nó không quan trọng nữa, đúng không? Chúng ta quên đi điều đó và nó không trở thành một phần trong cuộc sống chúng ta. Và Sô chia sẻ tất cả mọi người không như thế này nè, để vận dụng luật hấp dẫn để có được điều mình muốn á, thì nó có nhiều cái lắm. Ví dụ như nó mình khi mình đạt không đạt được một điều gì đó, thì hãy xem lại xem cái niềm tin của mình dành cho nó có nhiều hay không, có thực sự nhiều hay không. Cái điều thứ hai, điều thứ nhất là cái niềm tin của mình, điều thứ hai là chúng ta hãy xem lại coi chúng ta có xứng đáng với cái mục tiêu đó hay không. Chúng ta sẽ nhận được những cái thứ mà chúng ta xứng đáng nhận được, các bạn hãy nhớ điều đó, chúng ta phải xứng đáng với cái điều đó. Cái điều số 3 các bạn, là chúng ta có đủ kiên nhẫn để đợi nó tới hay không. Vì có những thứ nó tới nhanh, nhưng mà có những thứ là nó sẽ tới chậm hơn. Nó không phải là lúc nào cũng chính xác 100% ha. À, đúng ngày đó chúng ta sẽ nhận được món hàng đó. Với luật hấp dẫn thì chúng ta sẽ không biết được chính xác cái thời điểm mà chúng ta có được nó. Nhưng mà mọi người hãy xem lại tất cả những gì mà chúng ta có ở thời điểm này nè. Chúng ta hãy nhớ lại xem trước đây có phải là có lần nào đó chúng ta từng muốn là mình có được điều này hay không? Có phải trước đây chúng ta từng thấy cái điều mà chúng ta đang có hay không? Hoặc là trước đây bao nhiêu năm trước chúng ta từng mơ ước một ngày nào đó chúng ta có được những điều như ngày hôm nay hay không? Đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là luật hấp dẫn nó đã mang lại cho chúng ta những cái điều tốt đẹp như thế nào. Và một điều nữa, nếu mà các bạn tham gia đi học khóa học này khóa học kia về phát triển bản thân, các bạn đọc cuốn sách này cuốn sách kia về phát triển bản thân, thì chắc chắn các bạn sẽ rồi các bạn cũng sẽ gặp lại cái khái niệm về luật hấp dẫn. Có thể người ta sẽ nói bằng cái ngôn ngữ nó khác đi tí xíu, có thể là người ta sẽ dùng một cách nói khác đi, tuy nhiên luôn luôn luật hấp dẫn luôn luôn là một cái thứ mà nó ảnh hưởng lên tất cả mọi người, giúp cho mọi người đạt được những điều mà mình muốn trong cuộc sống này. Rồi ok, mình sẽ quay lại với Dương Thị Nhung nha. Rồi chào Dương Thị Nhung, bây giờ Nhung hãy Dạ. chia sẻ thêm nha, với tất cả những cái mà mình đạt được rồi, nhưng mà mình nhìn xung quanh á, mình nhìn xung quanh mình á, mình đã từng chia sẻ với những người đồng đội mình này kia nọ, thì mình có thấy Dạ. là hấp dẫn nó có ảnh hưởng mang lại kết quả tốt cho mọi người hay không? Dạ có sư phụ, rất là ảnh hưởng luôn á, tại vì có nhiều bạn á, Nhung cũng chia sẻ xong các bạn cũng đăng ký tham gia luật hấp dẫn, và cũng như các bạn cộng sự trong team của Nhung á, là Nhung cũng chia sẻ và các bạn áp dụng luật hấp dẫn, và hầu hết có nhiều bạn chia sẻ với Nhung rằng à là Nhung ơi luật hấp dẫn hay quá, chị mới đạt được kết quả này, chị mới đạt được kết quả kia, hoặc là đơn giản một điều đó là luật hấp dẫn giúp chị sống, à nha, giúp chị. Rồi, chào Dương Thị Nhung. Rồi Dương Thị Nhung trở lại. Dạ. Dương trở lại. Rồi, Đang nói rõ tự nhiên bị tắt. rồi. Đang nói bị sự cố hả? Dạ Rồi, vì sự cố. Phan, mọi người nghe rõ hay không rõ? Rõ cái gì không hiểu hết trơn. Rồi chắc là nghe Dương Thị Nhung rõ rồi ha. Nghe Dương Thị Nhung rõ rồi. Ok, Nhung đã có. Ok, bây giờ Nhung sẽ chia sẻ thêm không? Rồi bây giờ nếu Dạ. mà nào đó hoàn toàn mới chưa biết về luật hấp dẫn thì Nhung sẽ hướng dẫn cái cách nào để họ áp dụng nhanh nhất về luật hấp dẫn. Nếu như một người không biết về luật hấp dẫn thì đầu tiên Nhung sẽ hướng dẫn cho họ cách. Thứ nhất là Nhung sẽ hướng dẫn cái cách mà họ đặt hàng vũ trụ, và trước tiên là Nhung sẽ làm việc về cái phần năng lượng. Có nghĩa là Nhung sẽ hướng dẫn thứ nhất là cách đặt hàng vũ trụ, thứ hai có thể là Nhung cái cách mà Nhung hay áp dụng triệt để nhất đó là foot in the door, một cái việc gì chẳng hạn, ví dụ như là nếu như chị Thu Hiền, ví dụ như chẳng hạn chị Thu Hiền muốn tham gia nhà chung rất là lâu rồi, nhưng mà chị cảm thấy là không có điều kiện, hoặc là chị chần chừ lo sợ, nhưng cứ nói vậy chị cứ foot in the door đi, thì phần còn lại thì có luật hấp dẫn lo rồi đó, là Nhung hay hướng dẫn chị Hiền như vậy. Hoặc là những người mới thì Nhung sẽ hướng dẫn cái cách mà Nhung
thường hay áp dụng và đạt được cái kết quả thành công nhất? Và trước tiên thì Nhung phải trò chuyện xem vấn đề của họ là gì cái đã. Và Nhung hay nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất đó là cái kỹ thuật thì mình sẽ không bàn, nhưng mà thứ nhất đó là niềm tin và lực hấp dẫn, và thứ hai đó là chính là năng lượng. Phải giữ năng lượng của mình được tích cực, và thứ hai đó là mình phải có niềm tin và lực hấp dẫn. Tại vì niềm tin và năng lượng là hai cái thứ rất là quan trọng giúp bạn đạt được những điều mà bạn mong muốn. Còn sau đó thì Nhung sẽ hướng dẫn kỹ thuật, tùy vào trường hợp mà Nhung sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật cụ thể để bạn có thể áp dụng được cái lực hấp dẫn vào trong cuộc sống của mình. Rồi, tóm lại là mình sẽ hướng dẫn nhiều nhất là vấn đề năng lượng đúng không? Vấn đề dạ năng đúng lượng. Rồi. Đầu tiên để vận dụng hấp dẫn là phải vấn đề năng lượng, tức là giải quyết vấn đề năng lượng của mình trước. Năng lượng mình tốt dạ là mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp trước. Rồi sau đó, năng lượng mà làm được rồi á, nó tới cái bước tiếp theo những cái khó hơn, ví dụ như visualize này kia nọ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đo giống như Nhung đúng không? Mà hình như hay hướng dẫn mọi người, ví dụ như là tham gia chương trình đăng ký khóa học, hoặc là ví dụ như mình kinh doanh đi, mình kinh doanh đi, mình phút đo như thế nào đối với các hoạt động mà liên quan tới buôn bán kinh doanh. Đối với hoạt động kinh doanh thì cái phút đo đầu tiên đó chính là nhập hàng về để bán. Nhung nói chuyện với ai cũng vậy, các bạn có nhu cầu kinh doanh thì Nhung hãy nói là nhập hàng đi. Dù cho các bạn ban đầu sẽ rất là lo sợ, vì tại vì không biết là nhập hàng thì có bán được không, mà nhập hàng tự nhiên bỏ ra một số tiền về, bỏ ra một cục tiền vô đó nhập hàng rất là sợ. Nhưng mà mình sẽ làm việc tư duy đầu tiên đó chính là nhập hàng là cái bước đầu tiên, tại vì bạn có hàng thì bạn mới có thể bán hàng được. Và trong lực hấp dẫn thì đó được gọi là kỹ thuật foot in the door, có nghĩa là muốn bán hàng thì mình phải có hàng trong tay, chứ không có khách hàng nào đủ kiên nhẫn để chờ mình. Mình chốt được đơn rồi thì mới chờ 2-3 ngày sau hàng nó với về với mình, xong rồi 2-3 ngày nữa, 3-4 ngày nữa mình mới chuyển đến tay khách hàng. Thì như vậy đó là làm việc không chuyên nghiệp. Và thật sự khi mà có hàng về rồi, mình khi mà mình thấy hàng rồi thì mình có một cái năng lượng rất là tốt để mình làm những bước tiếp theo. Ví dụ như là có hàng rồi thì mình có động lực để mình quay video, hoặc là viết content, hay là học sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm thật là nhiều để mình có thể bán hàng tốt hơn đó. Khi mà ai đó muốn bán hàng thì bước đầu tiên Nhung hướng dẫn đó là mình làm việc tư duy trước, sau đó mình sẽ tiếp tục là nhập hàng. Còn ai không nhập hàng Nhung sẽ không đồng ý cho họ kinh doanh với Nhung. Đó là điều căn bản, nhưng là việc đầu tiên đó là nhập hàng là bước đầu tiên để mà mình có thể bán hàng. Và đó cũng là bước đầu tiên mình sử dụng hình thức foot in the door vào cái việc mà mình kinh doanh bán hàng đó sư phụ. Rồi, cảm ơn Nhung rất là nhiều. Những chia sẻ của Nhung ngày hôm nay rất là giá trị với mọi người đúng không nào? Và có thể nói luật hấp dẫn nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều mặt trong cuộc sống để đạt được mục tiêu của mình nè, mục tiêu cá nhân mình như nhà, cửa, xe cộ, như thu nhập của mình và như trong công việc của mình, mối quan hệ của mình, hầu như tất cả mọi thứ. Và đặc biệt là có nhiều người sử dụng luật hấp dẫn để chữa bệnh các bạn, để chữa được những bệnh cho chính mình. Và luật hấp dẫn nó rất là nhiều cái mà chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều, chúng ta phải học rất là nhiều để vận dụng nữa. Không ai có thể nói là mình gọi là mình có thể biết hết tất cả về luật hấp dẫn được. Và chính bản thân thầy cũng luôn luôn nghiên cứu sâu hơn về luật hấp dẫn. Và mỗi chương trình thầy tổ chức, thầy luôn luôn mang tới những cái kiến thức mới, những kỹ thuật mới để giúp cho các bạn có thể áp dụng nó một cách dễ dàng hơn và ra được cái kết quả nhanh hơn. Cũng như là sắp tới chương trình luật hấp dẫn 14.0 thì thầy sẽ cho các bạn biết được những kỹ thuật hoàn toàn mới mà các luật hấp dẫn trước đây các bạn chưa từng được biết. Đó là cũng là lý do khi nhiều học viên học luật hấp dẫn 14 này, mặc dù đã học các lớp trước rồi đúng không nào? Rồi một lần nữa cảm ơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong luật hấp dẫn 14.0. Cũng cảm ơn Nhung đã tài trợ. Dạ. Bye bye Dương Thị Nhung nha. Bye bye Nhung, cảm ơn sư phụ rất là nhiều đã tạo cơ hội cho Nhung. Và Nhung chào tạm biệt sư phụ và chào tạm biệt tất cả mọi người đang tham gia live stream. Và chúc sư phụ, chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại tại luật hấp dẫn 14.0. Bye bye Nhung. Rồi chúng ta trở lại với trường quay. Và một lần nữa cảm ơn Dương Thị Nhung, nhà tài trợ của chương trình, cũng như những chia sẻ rất là tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thầy sẽ cố gắng một lần nữa để cố gắng phát cái clip của Hoàng Thị Oanh, cái clip Neville. Thầy muốn các bạn được xem cái clip này, các bạn, thầy muốn các bạn xem clip này. Và bây giờ thầy sẽ cố gắng lần nữa, các bạn hãy cùng ám thị là chúng ta sẽ thành công nha. Chúng ta sẽ thành công nha, chúng ta sẽ thành công. Và bây giờ thầy sẽ mở cái clip này và thầy sẽ cố gắng để share cái clip này cho mọi người cùng theo dõi nha mọi người. Niềm vui rất là lớn, rất là ăn quyết tâm để Oanh quyết. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Oanh chia sẻ với cả nhà một cái niềm vui rất là lớn, rất là ăn và cả nhà cùng ăn mừng cái niềm vui này với Oanh nha. Đây là một cái niềm vui mà
có lẽ là hơn 30 năm Quanh mới đạt được, chính thức đạt được. Còn vui hơn là cả là lập gia đình, vui hơn cả là lấy chồng nữa nha mọi người. Tại vì là đây là một cái, thật sự là một cái nỗ lực rất là lớn của Quanh. Bởi vì là vì có một cái tâm luôn hướng về sản phẩm, và Quanh rất là yêu cái sản phẩm sạp rong Tây Á, nên là Quanh đã cống hiến hết mình và cũng như là dồn hết sức để Quanh đạt được cái mức nhà, cái cấp bậc mới của mình, đó chính là nhà phân phối với cái với số lượng là 1 kg sạp rong Tây Á. Bởi vì cái lý do mà Quanh kinh doanh cái sản phẩm sạp rong Tây Á này, đó là chính là khi mà ba Quanh bị tai nạn á, là Quanh đã dùng cái sản phẩm sạp rong Tây Á này để cho ba uống, và nhờ đó mà ba bình phục rất là nhanh. Do vậy nên là Quanh hoàn toàn tin tưởng và cũng như là Quanh muốn lan tỏa cái giá trị sản phẩm của sạp rong Tây Á đến với tất cả mọi người. Do vậy nên là Quanh quyết tâm để Quanh phấn đấu để Quanh đạt được cái mức là nhà phân phối nha. Thì hiện tại bây giờ Quanh rất là vui, cảm giác rất là như vỡ òa luôn vậy đó mọi người. Tại vì khi mà Quanh lên được cái nhà, khi mà đạt được cái doanh số là nhà phân phối với sạp rong, thì Quanh cảm thấy là mình tất cả mọi người đang là ăn mừng và đang chúc mừng Quanh, rất là vui, rất là hạnh niềm, rất niềm vui và rất là hạnh phúc. Thực sự là Quanh thấy là mình đã cố gắng rất là nhiều, và cũng nhờ cái sự quan tâm cũng như cái sự ủng hộ của gia đình và cũng như là đồng đội của Quanh, nên Quanh đã đạt được cái cấp bậc là nhà phân phối. Bởi vậy nên là Quanh cũng cảm ơn tới những chị em trong team Kim Xuyến, trong team của chị Kim Xuyến, cũng như là team Hạo Yên, và cũng như là của hệ thống của chị Lê Thị Liên Minh. Mọi người đã ám thị cho Quanh, cũng như là mọi người đã chúc mừng để Quanh, mọi người đã chúc mừng khi mà Quanh đạt được cái chức danh là nhà phân phối. Thật sự Quanh rất là hạnh phúc, thật sự là rất là hạnh phúc, và Quanh cảm ơn tất cả mọi người. Và hôm nay thì Quanh cũng chia sẻ với mọi người như thế, và cái bước đường mà để Quanh bước lên tới cái đỉnh vinh quang đó, thật sự là đối đầu cũng là một cái nỗ lực rất là lớn, và Quanh cũng cảm ơn sư phụ mình Minh Thuận đã luôn bên cạnh để luôn có những cái câu thần chú để cho Quanh học hỏi theo, và Quanh luôn đặt cái câu thần chú đó ở trong đầu để Quanh bước tiếp. Và Quanh cũng cảm ơn tới tất cả các đồng đội cũng như khách hàng đã luôn tin tưởng vào Quanh để ủng hộ Quanh để Quanh đạt được cái chức danh nhà phân phối sạp rong Tây Á tại Sóc Trăng nha. Và Quanh cũng cảm ơn gia đình, cũng như cảm ơn chồng và cảm ơn các con đã luôn bên cạnh để ủng hộ tinh thần, cũng như là chỗ dựa vững chắc để Quanh đạt được cái mục tiêu của mình. Hiện tại thì gia đình Quanh rất là hạnh phúc, và Quanh cảm thấy là mình rất là hạnh phúc, được chồng rất là yêu thương và ba mẹ cũng rất là mến. Rồi, bye bye Hoàng Thị Oanh. Một cái clip rất là hay phải không mọi người? Tại sao nó hay? Tại vì cái clip này được quay trước khi kết quả xảy ra. Mình nên nhớ nha, cái clip này nếu mà được quay sau khi đạt được cái mục đích rồi á thì bình thường. Nhưng đây là cái clip được quay trước khi cô ấy đạt được cái kết quả như thế. Quay trước khi đạt được kết quả thì mới gọi là clip nephew. Và đó mới gọi là vận dụng luật hấp dẫn các bạn. Như vậy thì bây giờ giả sử các bạn muốn có bằng lái xe hơi, bạn hãy quay một clip là: chào mừng các bạn, mình đã có được cái bằng lái xe hơi rồi và bây giờ mình cảm thấy rất là vui. Bạn muốn có một cái nhà, bạn cũng quay clip: tôi đã có được cái nhà tôi mơ ước và bây giờ tôi đã có được nó rồi. Tôi cảm thấy rất là vui, và để có được cái nhà ngày hôm nay tôi đã trải qua như thế nào. Bạn cứ nói hết cái cảm xúc của bạn lúc mà bạn đạt được cái kết quả đó, thì các bạn sẽ đang làm điều đó, thì có nghĩa là các bạn đang vận dụng luật hấp dẫn và kết quả nó sẽ tới với các bạn một cách nhanh hơn và chắc chắn hơn. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ dừng lại chương trình này ở đây và hẹn gặp lại tất cả chúng ta trong cái chương trình tiếp theo. Các bạn thân mến, các bạn hãy tiếp tục theo dõi các chương trình Cà Phê Vô Thượng này.
Cái chương trình này nó có rất là có nhiều giá trị dành cho tất cả chúng ta. Và những ai mà tham gia các cái chương trình như thế này thì các bạn cũng sẽ học được rất là nhiều điều bổ ích và giúp cho chúng ta cải thiện được cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Một lần nữa thì thầy cảm ơn nhà tài trợ Dương Thị Nhung đã tài trợ cho chương trình này. Cũng cảm ơn khách mời là Hoàng Thị Oanh cũng như là những cái chia sẻ của Hoàng Thị Oanh trong cái chương trình ngày hôm nay. Đó là những cái năng lượng, những cái động lực để tiếp thêm cho tất cả mọi người cùng học hỏi về luật hấp dẫn, cùng vận dụng luật hấp dẫn để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Bye bye mọi người.